Vì sao những người hay than nghèo kề khổ lại cứ mãi không hết khổ? Có câu nói rằng, trong lòng bạn như thế nào thì cuộc sống sẽ như thế đó. Cũng tức là, nếu chúng ta cứ nghi ngờ lo lắng, ưu sầu phiền muộn hoặc than thở trách móc, thì trên thực tế, chính là chúng ta đang trong vô thức mà cầu cái khổ cái phiền ấy đến với chính mình. Vậy phải làm sao để cho hết khổ? Và vì sao những người hay than nghèo kề khổ thì dường như cuộc sống của họ lại càng khổ sở thêm? Ngay sau đây, quý khán thính giả của Đông Tây Kim Cổ, hãy cùng Bình Đức đi tìm câu trả lời nhé. Vạn sự vạn vật đều có sinh mệnh. Khổ cũng là một sinh mệnh. Câu này thoạt nghe tưởng chừng rất vô lý, nhưng nhà Phật thường giảng rằng vạn vật đều có sinh mệnh, và khổ nạn suy cho cùng cũng là một sự vật trong thế giới này. Phải chăng nó thật sự cũng là một sinh mệnh? Cách nhìn nhận của người xưa thường khác biệt nhiều so với người hiện đại chúng ta. Rất nhiều điều mà người hiện đại cho rằng chỉ là khái niệm trừu tượng hoặc chỉ tồn tại trong phạm vi ý thức và tư tưởng, thì người xưa lại cho rằng chúng cũng là tồn tại vật chất, thậm chí là những sinh mệnh chân thực. Ví dụ, chúng ta thường nghĩ tiêu chuẩn đạo đức chỉ là khái niệm có trong tinh thần của con người. Nhưng cổ nhân thánh hiền lại giảng rằng đức là một loại vật chất có thể tích lũy được, cũng có thể bị mất đi. Do đó, người già thường nói những lời răn dạy như hãy làm việc tốt để tích đức, đừng làm việc xấu nếu không sẽ mất đức, vân vân. Cũng theo cách nói này, những khái niệm mà chúng ta cho là trừu tượng như khổ sở, hoạn nạn, phiền muộn dưới con mắt của người xưa thì đều thực sự là những sinh mệnh. Sử sách chép rằng, vào thời nhà Hán, Hán Vũ Đế Lưu Triệt, trong một lần du ngoạn về phía đông đến ải Hàm Cốc, trên đường gặp một con vật hình dạng giống như trâu, đôi mắt màu xanh sáng lấp lánh, bốn chân co rút xuống đất, dù ai khiêng đẩy thế nào cũng không xê dịch. Các quan nhìn thấy đều lo lắng, chỉ có đại thần đương triều là Đông Phương Sóc, vốn là người đa tài, hiểu nhiều biết rộng, vẫn điềm tĩnh như thường. Đông Phương Sóc bảo thị vệ lấy rượu rót lên con vật lạ. Rượu rót vào thì con vật mờ dần, rót hơn chục bình rượu thì nó tan biến đi. Vua và các quan đều ngạc nhiên. Khi hỏi nguyên cớ thì Đông Phương Sóc đáp rằng quái vật này tên là ưu phiền, vốn do hoạn nạn sinh ra. Nơi này là thuộc đất nhà tù của nhà Tần khi xưa. Những tù nhân gặp nạn đều tụ tập ở đây. Họ uống rượu cho quên đi ưu sầu, vì vậy ưu phiền có thể bị rượu làm tiêu mất. Hán Vũ Đế gật đầu khen, khanh quả là người uyên bác, cả điều này mà cũng biết. Theo như ghi chép này, Đông Phương Sóc đã tiết lộ cho chúng ta biết rằng ưu phiền, khổ nạn thật ra đều là những sinh mệnh. Trong tác phẩm Dạ Đàm Tùy Lục của Hòa Bang Ngạch có kể một câu chuyện như sau. Vào đời nhà Thanh, ở một ngôi chùa tên Bách Lâm, có một nhà sư già tu hành cả đời vẫn chưa vứt bỏ được tâm tham luyến tiền tài. Nhà sư giấu được một hũ vàng riêng, nhưng sau đó bị thất lạc mất, nên phiền muộn tới nỗi sinh bệnh. Khi nằm trên giường, ông vẫn không ngớt kêu lên, tiền của ta, vàng của ta. Sau này, có người tìm ra được hũ vàng ấy, thấy bên trong có một con cóc ngậm chặt lấy đồng vàng không buông. Dù bắt nó ném ra ngoài, thì qua một lúc nhìn lại, vẫn thấy nó nằm trong hũ. Đuổi thế nào cũng không đi, nên người ta đành mặc kệ con cóc ấy. Khi mang hũ vàng trả lại cho nhà sư già, ông ấy rất đỗi vui mừng, con cóc trong hũ cũng dần dần tan biến. Trong những người chứng kiến câu chuyện, có kẻ hiểu biết bèn giải thích, thì ra con cóc ấy là do tinh thần của nhà sư già hóa thành. Vì tâm ông ta lúc nào cũng hướng về vàng, nên con cóc mới ngậm chặt lấy vàng mà không buông. Khi trả lại vàng cho ông ta, ông ta chuyển từ buồn sang vui, nên con cóc mới dần tan biến đi. Trong các sách cổ còn có rất nhiều những câu chuyện khác nữa. Tình tiết tuy khác nhau, nhưng cũng có chung một ngụ ý rằng những gì mà chúng ta cho là trừu tượng hoặc duy tâm như tinh thần, ý thức, khổ nạn, phiền muộn, vân vân, thực ra cũng đều là những sinh mệnh. Vì sao người thường than khổ thì cứ mãi không hết khổ? Người xưa có câu rằng, nghi tâm sinh quỷ ám. Thời nay chúng ta cũng có cách nói, trong lòng bạn như thế nào thì cuộc sống sẽ như thế đó. Cũng tức là
nếu chúng ta cứ nghi ngờ lo lắng, ưu sầu phiền muộn hoặc than thở trách móc, thì trên thực tế, chính là chúng ta đang trong vô thức mà cầu cái khổ cái phiền ấy đến với mình. Chuyện xưa kể rằng, vào đời nhà Tấn, Lạc Quảng có một người bạn cũ đến thăm, hai người cùng uống rượu trò chuyện. Trên tường nhà Lạc Quảng có treo một chiếc cung. Bóng chiếc cung hắt vào ly rượu thành hình con rắn. Người bạn nhìn vào, cứ ngỡ trong ly rượu có rắn, vô cùng sợ hãi, nhưng vì nể Lạc Quảng nên vẫn uống hết ly rượu. Sau khi về nhà, người bạn cứ ám ảnh mãi vì cho rằng mình đã trúng độc rắn, nên nằm trên giường không thể ngồi dậy. Rốt cuộc, ông đã thật sự đổ bệnh. Bệnh tình nghiêm trọng, Lạc Quảng hay tin liền đến thăm bạn. Người bạn kể chuyện uống ly rượu rắn cho ông nghe. Lạc Quảng sừng sốt một hồi rồi hiểu ra, cười nói: "Vốn không có con rắn nào cả, đó chỉ là cây cung tôi treo trên tường. Bóng nó phản chiếu vào ly rượu làm ông nhìn lầm thành con rắn đó." Người bạn bấy giờ mới giải tỏa được nghi vấn trong lòng, không lo lắng gì nữa. Bệnh tình của ông dần thuyên giảm và khỏe lại. Vốn dĩ ông không có bệnh, nhưng vì tâm sợ hãi mà cứ cho rằng mình đã uống phải rượu rắn độc, rốt cuộc thành ra phát bệnh thật. Khi bỏ đi cái tâm ấy thì bệnh cũng tự nhiên khỏi. Câu chuyện này chính là nguồn gốc của thành ngữ bôi cung xà ảnh, bóng rắn trong ly. Ngụ ý nói về những người cứ mãi lo lắng chuyện không đâu, suy nghĩ hão huyền, rốt cuộc dẫn đến phiền phức thật sự cho cuộc sống của họ. Điều này chứng tỏ rằng khi chúng ta lo sợ điều gì đó một cách vô lý, ví dụ như cứ mãi cho rằng mình đã bị bệnh, thì thật sự có thể khiến cái bệnh ấy tìm tới chúng ta. Cũng vậy, nếu chúng ta cứ mãi than phiền khổ sở, kêu ca oán trời trách đất, thì chính là chúng ta đang cầu mong cái khổ nạn ấy đến với mình. Bởi vì đối chiếu với các tình huống bên trên, chúng ta biết rằng mọi sự vật đều có sinh mệnh, cả khổ sở và bệnh tật cũng vậy. Và những sinh bệnh này sẽ tìm đến hoàn cảnh phù hợp với chúng. Nên người hay lo bệnh thì các thứ bệnh đều đến. Người thường than khổ thì lúc nào cũng gặp chuyện không may. Từ đây, chúng ta cũng có thể nhận định rằng những suy nghĩ tích cực, tự tin, lương thiện, chân thành và tình yêu thương chắc chắn sẽ mang lại hiệu quả tốt đẹp cho vận mệnh cũng như sức khỏe của chúng ta. Vì hạnh phúc, bình an, may mắn cũng là các sinh mệnh, chúng sẽ tìm tới những người lạc quan, vui vẻ và tốt bụng. Một người nếu thường mang theo tâm thái từ bi hòa ái, yêu thương người khác, lúc nào cũng tràn ngập trong lòng sự biết ơn đối với cuộc sống, thì phúc phận và những điều tốt đẹp sẽ luôn hiện diện bên cạnh người đó. Do đó, nhiều nhà phong thủy chân chính đều nhìn nhận rằng phong thủy tốt nhất của đời người chính là sự lương thiện và tình yêu thương. Càng than nghèo kề khổ sẽ càng nghèo khổ hơn. Nhìn từ góc độ số mệnh, nếu bạn vì buồn phiền, dày vò, đau khổ mà than thân trách phận, thì vô tình bạn đã làm mất đi sinh lực của mình, từ đó dẫn đến không còn sức sống. Người đã bị mất sinh lực thì sao có thể có sự nghiệp tốt, hôn nhân hạnh phúc, sức khỏe dồi dào. Vì thế, các bạn nên nhìn nhận cuộc sống một cách tốt đẹp. Đừng than trách nhiều, nếu không sẽ dễ bị một lời than trách sẽ nghèo 3 năm. Ngoài ra, nếu nhìn từ góc độ hiện thực, than trách luôn dẫn đến kết quả không tốt. Vì không suôn sẻ nên than trách, vì than trách mà buông xuôi, vì buông xuôi mà mất đi động lực, chí khí, khả năng nhẫn nại, khó đạt thành công, vì không thành công nên không được coi trọng. Từ đó, cơ hội sẽ ngày càng ít đi, mọi thứ sẽ càng không thuận lợi. Vì thế câu nói, một đời than trách nghèo 3 năm có hàm ý rất sâu sắc. Muốn giàu sang yên ấm thì phải có tâm thiện, khẩu thiện. Con người tạo ra khẩu nghiệp chỉ trong chớp mắt, nhưng hậu quả thì khôn lường. Với người khẩu thiện, con cháu họ luôn phát đạt, gia nghiệp thịnh vượng. Trong họ nhà tôi có một cụ, mồm miệng rất từ tốn, nói năng phúc đức. 3 người cháu đều sinh con trai, đây chính là phúc đức tổ tông để lại. Làm người không nên than nghèo, người than nghèo sẽ càng nghèo khó. Người than nghèo là người không biết thế nào là đủ, hoặc khi cần cho ai thì không thể bỏ được tiền ra. Những người này khi than nghèo, ông trời nghe thấy sẽ lập tức lấy cái nghèo cho anh ta, và kết quả là anh ta sẽ càng ngày càng nghèo.
Người muốn giàu có thì trước tiên phải biết bằng lòng với những gì mình có. Bằng lòng chính là một dạng của thành công. Phải biết bằng lòng với mọi thứ, cuộc sống sẽ dần dần trở nên giàu có. Bằng không sẽ càng ngày càng nghèo đi. Có người không chỉ nên bằng lòng với cuộc sống vật chất tiền tài, mà còn phải bằng lòng với những con người, sự việc xung quanh. Người trong cùng gia đình mà oán trách, coi thường nhau thì gia đình đó chẳng mấy mà lụi bại. Vợ chồng cũng cần phải biết bằng lòng về nhau. Người mà bạn gặp phải chính là phúc báo và nghiệp chướng của bạn. Người không có phúc báo, muốn kết hôn với người giàu có là rất khó. Người tính không bằng trời tính, trời cao sẽ chiều theo đức và nghiệp mà bạn mang theo mà an bài cho số mệnh của bạn. Khổ đau, nghèo hèn, bệnh tật, vân vân chính là nghiệp của bạn sinh ra. Con người không thể thắng được nghiệp lực của chính mình. Người nghèo sẽ có tướng nghèo. Cổ nhân cho rằng người nghèo thường không có nhiều phúc đức. Không có phúc đức thì sao có thể giàu có được. Người phàm tục thường nhỏ nhen, luôn tranh giành mất hết lý tính con người, vì thế đánh mất đi phúc đức của bản thân. Như vậy hỏi có tác dụng gì? Do đó làm người thì hãy nên xem lại chính mình, nhìn lại nghiệp chướng của mình, như thế sẽ tốt hơn. Ví như con người luôn cho rằng vì bản thân là tốt, bản thân sẽ ngày một tốt lên. Nhưng họ không biết rằng người mà chỉ vì mình sẽ không bao giờ có phúc báo, số mệnh sẽ càng ngày càng xấu đi. Ngược lại, người không vì bản thân, biết nghĩ cho người khác thì ông trời cũng không phụ họ. Người đó sẽ ngày càng tốt lên. Người xưa đã nói, chỉ vì lợi ích của gia đình mình thì không cần phải làm quan. Vì làm quan thì phải lo cho dân chúng. Làm được như thế mới có ý nghĩa. Người luôn chỉ nghĩ đến mình thì mãi mãi không giàu có được. Phạm Trọng Yêm là tể tướng triều Bắc Tống. Ông là vị quan vì dân, không mang đến lợi ích bản thân, luôn cân nhắc tới truyền thống đạo lý của cả gia tộc và vì muôn dân. Vì thế, con cháu của ông, những người có đạo đức và thành công là không thể tính đếm. Vì vậy, gia tộc của Phạm Trọng Yêm 800 năm vẫn hưng thịnh. Đây chính là phúc đức ông cha để lại. Ở đời không nên tư lợi cá nhân. Người Tây Tạng có câu nói, khi con người chỉ nghĩ đến bản thân thì có nghĩa đại họa đã bắt đầu. Khi mình cho đi sẽ không những không mất đi, mà đổi lại mình sẽ có phúc đức, ông trời cũng sẽ không phụ. Cho dù rơi vào hoàn cảnh nào, hy vọng các bạn sẽ luôn cảm nhận được cuộc sống hiện tại và tương lai tươi đẹp này. Đừng nên than vãn, kêu ca nghèo khó. Nếu không, chỉ than nghèo một lần sẽ khiến nghèo đến 3 năm. Khóc than nghèo khó sẽ mãi không thoát ra khỏi nghèo khổ được. Nếu số phận không công bằng với bạn, bạn thực sự nghèo, như vậy bạn phải nghĩ xem làm thế nào thay đổi được tình thế, chứ không phải cứ để chữ nghèo trên miệng mình. Hãy nhớ rằng, khi bạn nghĩ gì thì nó có thể sẽ trở thành hiện thực. Cảm ơn quý khán thính giả của Đông Tây Kim Cổ đã quan tâm và theo dõi. Nếu thấy chương trình ý nghĩa thì hãy lan tỏa cho mọi người cùng biết. Đừng quên ấn đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video tiếp theo. Còn bây giờ, Minh Đức xin chào và hẹn gặp lại ở những chương trình lần sau.